Hoàng Ngọc Tuấn ơi, ở Úc mùa hè trùng với mùa Giáng sinh nè, rồi Tết Tây, rồi Tết Ta, cho nên có biết bao nhiêu là lễ hội. Vì thế mùa hè Úc rất là rộn rã. Thế nhưng ở Việt Nam, ngày xưa có một bài hát rất là phổ thông, trong đó có câu là mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn anh ha. Đúng rồi, thì ở Việt Nam thì hồi đó cái bài đó là bài Nỗi buồn hoa phượng của nhạc sĩ Thanh Sơn. Bài đó thế này là: mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, chín mười ngày qua chưa chan tình thương. Vâng, đó là một cái bài hát rất là phổ thông, nó nói về cái tình học trò. Tại vì 90 ngày đó là 3 tháng nghỉ hè đấy. Nói gì đó, ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gùi nhau mất rồi. Vâng vâng, thì có nghĩa là đây là một cái đôi nam nữ học sinh và yêu nhau, và đến mùa hè thì phải xa cách nhau. Hồi xưa cái phương tiện giao thông đó, nó không phải như bây giờ. Anh còn nhớ hồi xưa đi học đó, cái đến mùa hè là nhiều nữ sinh khóc lắm, là vì phải chia tay với bạn, rồi mới làm những cái lưu bút ngày xanh, mới viết vô những lời nhắn nhủ. Hồi đó cái đời sống con người, người ta không có dễ di chuyển như bây giờ. Nhiều khi bạn bè trong 3 tháng hè đã không gặp nhau, cho nên là họ rất buồn. Và có nhiều khi sau 3 tháng rồi trở lại trường cho năm học mới thì không có người bạn nữa, là vì thời chiến tranh, có thể gia đình di chuyển ở chỗ khác, nhiều chuyện buồn lắm. Cho nên hồi xưa ở Việt Nam mùa hè là buồn. Cho nên không phải là chỉ có bài hát đó đâu. Ví dụ như một bài hát rất nổi danh của nhạc sĩ Phạm Duy là bài Ngày Tháng Hạ. Ông còn nói đến nỗi buồn đấy. Ngày tháng hạ mênh mông buồn, lòng vắng vẻ như sân trường. Hàng phượng vĩ cũng khác thường, nhỏ tia máu trên con đường. Cái nghĩa là bao giờ cũng vậy, mùa hè là nó trống trải và buồn. Tuy nhiên, ngày xưa như là nhạc sĩ Hùng Lân có viết cái bài Hè Về thì lại rất là vui, phải không? Dạ đúng rồi, rất Hè là Về vui. Mưa rơi tí tách mưa rơi, mưa nghe trong khóm lá xanh ngân nga. Đúng rồi, bài ca mùa hè. Dạ. Vâng vâng, thì đó, cho nên không phải lúc nào mùa hè cũng buồn. Nhưng mà thường thường người ta nghĩ là mùa hè buồn là vì trên đường đi nó có vẻ nó trống trải, vân vân. Vậy thì 3 tháng hè, ngày xưa thì trường học đóng cửa, học sinh chia tay nhau, trên đường phố là không còn nhộn nhịp vào giờ tan trường và giờ đi học nữa. Nhưng bây giờ thì phương tiện giao thông thì tốt hơn và những thú vui mới, phương tiện kỹ thuật mới, thì có lẽ mùa hè ở Việt Nam sẽ không còn buồn như truyền thống nữa anh hả? Có lẽ là vậy, tại vì bây giờ các bạn có thể liên lạc với nhau qua Facebook, có thể gọi mobile phone lúc nào cũng được, vân vân. Giờ người ta cảm thấy như sống cả thế giới còn gần nhau, huống hồ gì ở trong nước. Mùa hè bây giờ Việt Nam không có phải là 90 ngày qua chưa giao tình thương như vậy nữa đâu. Nhưng mà nếu mình nói một cách khác thì có lẽ mùa hè ở nơi nào cũng có những cái giây phút im ắng của nó và những giây phút rộn rã của nó. Ở Úc là nơi rất rộn rã, nhưng mà cũng có nhiều khi trong cái những buổi trưa mà nghe tiếng ve kêu thê thiết á, cũng có cảm giác buồn chứ. Hay cả ngày xưa Vivaldi viết cái bài giao hưởng mà bốn mùa đấy, có là bốn cái bài concerto cho bốn mùa khác nhau, thì cái mùa hè cũng vậy, nó có những đoạn rất là buồn rồi sau đó có những đoạn nhộn nhịp. Ví dụ như mình nghe thử một cái đoạn của concerto mùa hè của Vivaldi nha. Nó tĩnh lặng, nó giống như trống trải. Buổi trưa hè nhìn quanh không có ai. Nhưng mà rồi trong chốc lát, âm nhạc sẽ chuyển sang cái chỗ rộn rã, giống như là nghe tiếng ve kêu, nghe những bầy trẻ nhỏ tưng bừng chạy nhảy ở trên bãi cát.
đấy, thì nó cũng nhộn nhã, không thích, không có thua gì, rộn rã không thua gì cái mùa hè của Hồng Lâm nhé. Đây không phải lúc nào mùa hè cũng buồn đâu nhé. Vậy mình vừa nghe một chút nhạc cho có không khí mùa hè âm trầm, mùa hè rộn rã rồi. Bây giờ chuyển qua nói chuyện ca khúc. Vậy thì theo anh Hoàng Ngọc Tuấn thì ca khúc nào về mùa hè mà anh cho là hay nhất? Ồ, có lẽ là cái ca khúc mà không phải mình anh cho là hay nhất mà có lẽ rất nhiều người cho là hay nhất, đó là bài Summertime của George Gershwin. Ông viết bài đó như là một cái aria ở trong cái opera là Porky and Bess năm 1935. Cái đoạn này đó là cái đoạn hát ru con, nó được hát vài lần ở trong cái vở opera đó, rồi sau đó nó rời khỏi vở opera biến thành một cái ca khúc độc lập và được hát rất nhiều. Cho đến giờ đây ấy, người ta tổng kết là hơn 30.000 ca sĩ hoặc là nhóm nhạc sĩ đã thu băng bài này. Wow. Có lẽ là bài được hát nhiều nhất trên thế giới trong lịch sử của nhân loại. Thì cái bài đó nó như thế nào, bây giờ mình mời quý thính giả nghe. Thì cái bài này đó mình sẽ nghe là Ella Fitzgerald, là một cái nữ danh ca da đen rất là tuyệt vời, sẽ hát cùng với Louis Armstrong, là một nhạc sĩ da đen tuyệt vời, là thổi kèn trumpet, nhưng ông cũng đã hát ở trong này nữa. Bây giờ mình nghe thử, có lẽ mình phải cắt bớt một đoạn rồi mình ngưng lại rồi mình nghe tiếp, tại bài này hơi dài nha. Là tiếng kèn của Louis Armstrong. Lời bài này rất là dễ thương. Nó nói rằng là mùa hè và cuộc sống thì dễ dàng. Cá đang nhảy và bông vải vươn cao. Ôi bố của bé thì giàu có và mẹ của bé thì xinh đẹp. Vậy thì bé hãy nín đi, đừng khóc nữa. Rồi một buổi sáng nào đó, bé sẽ lớn lên và cất tiếng hát. Rồi bé sẽ vươn đôi cánh bay vào bầu trời. But till that morning, there's nothing can harm you. Nhưng từ bây giờ cho đến khi ấy, không điều gì bé phải lo ngại. Stand by. Vì đã có bố và mẹ đứng bên cạnh bé.
Một bài hát thật là tuyệt vời anh Hoàng Ngọc Tuấn ha. À. Bây giờ Úc thì đang là cuối mùa hè, rồi mùa thu sẽ đến rất nhanh thôi, với lại bao nhiêu sắc màu khác của cỏ cây và thiên nhiên và vạn vật. Vậy thì để từ giã mùa hè, có lẽ các nhà thơ, các nhạc sĩ cũng có viết những tác phẩm đáng nhớ, những dòng lưu luyến chứ anh hả? À, có chứ. Có một cái cuốn phim nói về mùa hè và rất là hay. Đó là cuốn phim Summer of 42. Cuốn phim ấy đáng nhớ nhất là cái nhạc đề cuốn phim do Michel Legrand viết. Sau này người ta mới đặt lời cho cái nhạc đề đó. Lời ca tiếng Anh được viết bởi Marilyn và Alan Bergman, nói về cái mùa hè như là một con người vậy đó. Mùa hè nó xuất hiện như là một cô gái xinh đẹp. Mùa hè xuất hiện và cởi phăng quần áo ra và đùa giỡn cùng sóng bể và sống như một con người rực rỡ. Và cho đến khi mùa thu tới thì người đấy lại mặc áo quần trở lại và chia tay. À, thì cái lời rất là đẹp và trong một cuốn phim rất là hay. Cuốn phim nó là một mối tình rất hay, và nếu ai chưa xem cuốn phim Mùa hè năm 42 thì cũng nên xem cái phim đó. Thì bây giờ mình sẽ nghe cái giọng ca rất là tuyệt vời của Andy Williams, cái giọng ca mà người ta xem như là cái kho tàng của nước Mỹ vậy đó. Tổng thống Reagan đã gọi cái giọng ca của Andy Williams là The American Treasure. Thì ông cũng đã qua đời rồi, thì ngày xưa ông đã hát bài này rất là tuyệt vời. Bây giờ mời quý thính giả thưởng thức nha. The summer smiles, the summer knows, and unashamed she sheds her clothes. The summer smooth, the restless sky. Mùa hạ biết và không ngượng ngùng, nàng trút bỏ xiêm y. Mùa hạ làm êm dịu bầu trời trăng trở, và nàng ân cần làm ấm áp mặt cát nơi anh nằm. Mùa hạ biết, mùa hạ khôn ngoan, nàng thấy ánh nghi ngại trong đôi mắt anh, và vì thế nàng dành trọn thời gian mùa hè của mình bảo ánh trăng hãy chờ đợi và mặt trời hãy tiếp tục tỏa sáng. Xoay tròn thế giới quanh ngón tay mùa hạ của nàng để cho anh thấy sự diệu kỳ của vạn vật. Và nếu anh học giỏi bài học của anh thì nàng chẳng còn mấy điều để nói. Nàng vuốt ve anh một lần cuối và đã đến lúc khoác xiêm y vào để đón mùa thu. Và nếu anh học giỏi bài học của anh thì nàng sẽ chẳng còn mấy điều để nói. Nàng vuốt ve anh một lần cuối và đã đến lúc khoác xiêm y vào để đón mùa thu.